Một tuần sau, chúng bắt kinh một ngôi chợ. Nãy cái lon đường mát còn mới quá nè. Cũng rồi. Hello, em được xem nhanh nhanh nha, em đi chợ, em đợi anh đó. Ừ, sao ai giống con hai quá ha. Ủa con mà ai sao luôn nó vậy? Okay, then they send me home, send me home.